Thưa quý vị, ngày 17 tháng 10, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2024. Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai 3 chuyên đề: công tác tái hòa nhập cộng đồng theo thông tư số 10 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù của lực lượng công an nhân dân, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trình tự thủ tục tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù, người đặc xá, công tác lập, đăng ký, quản lý, sử dụng hồ sơ công tác tái hòa nhập cộng đồng của công an cấp xã, công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng của lực lượng công an nhân dân. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về nghiệp vụ, về thi hành án hình sự tại cộng đồng, quán triệt vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tham mưu triển khai thực hiện luật thi hành án hình sự và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn trong thời gian tới.